Nè cậu. Gì hả? Cậu đã ăn tối chưa? Chưa ăn, tôi đang định. Hay là để tôi nấu mì cho cậu nha. Bây giờ tôi cũng chưa ăn tối luôn đó. Tôi làm vậy là vì muốn cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi mà thôi. Nè, vào đi. Vào đi, nhanh nhanh nhanh. Tôi phải cảm ơn anh Roger nhiều lắm. Với ý tưởng mà anh đã giới thiệu cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ và thay đổi cho Tea Power của tôi có nhiều điểm thu hút hơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Mừng quá, tôi mới là người phải cảm ơn anh T đó, vì đã lắng nghe tôi và đã tạo cơ hội cho tôi được trình bày những ý tưởng của mình. Thật ra ở công ty chúng tôi, nếu như có sản phẩm ở trong tay của một đội nào đó rồi thì đội khác không thể làm gì được luôn đó anh. Đúng rồi. Ồ, cái này tôi nghĩ là không công bằng một chút nào cả. Thật ra mọi người phải giúp nhau làm việc, giúp nhau suy nghĩ mới được. Sản phẩm sẽ bán được nhiều hơn. Đúng rồi. Đúng không? Hả? Đúng dạ, đó. Đúng rồi đó anh. Anh Tê à, chúng ta phải đi rồi. À, đúng rồi, tôi có gì phải đi làm rồi. Tôi phải cảm ơn anh Roger nhiều lắm. Và cậu... Dạ em là Tông. Thật ra chúng ta giống như là cộng sự làm việc của nhau rồi, có phải không? Tiếc là tôi không gặp đội của cậu trước. Thật ra là tôi cũng muốn được phụ trách việc bán trà thảo dược Tea Power lâu lắm rồi đó. Và muốn nói với anh rất nhiều ý tưởng mới nữa đó anh Tè à. Để lần sau đi ha. Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Có số của anh Roger chưa hả? Dạ có rồi anh. Lần sau nói chuyện nhiều hơn nhé anh Roger. Dạ được. Cậu Tông. Cứ tự nhiên đi ha, tôi đã xử lý xong hết rồi. Tạm biệt. Anh Tê, anh ấy bắt tay tôi. Tôi nghĩ là anh Tê thích tôi hơn là cô Bác. Cậu có nghĩ như vậy không? Trời ơi anh, chắc chắn luôn đó. Em thấy rõ ràng là anh Tê muốn anh qua làm cho anh ta hơn thì phải đó anh à. Giữ bí mật nha Tông. Tôi muốn thấy cô ta dùng dãy lúc cô ta biết được mình mất Tea Power vào tay của chúng ta đó. Cùng ly nào. Cùng ly. Thanh ơi, chị đi mua cháo cho cậu đây nè. Đi ra ăn đi. Ôi trời, quán này ngon dữ lắm đó nha. Ngon lắm đó. Thanh. Nó đi đâu rồi ta? Thanh. Nè, có ngon không hả? Ngon lắm. Không thể ngờ được luôn đó. Sao lại không thể ngờ được? Phải ngon là đúng rồi. Ăn nhiều đó nha. Nếu như không no thì nói để tôi nấu thêm. Ôi, vào mắt rồi. Mở tivi coi ha. Thử mở ra coi có cái gì hay không. Phim gì vậy chứ? Toàn yêu với đương. With their lifelong mate, while others triumph, he is scorned. Coi cái này đi. Rồi. Chắc là bây vui giờ tới bài phân.
Nhiệm vụ là trả lời địa điểm này là thuộc tỉnh nào. Xin mời Bai Phân trả lời đi nào. Quang Ta Khai. Quang Ta Khai ở tỉnh Nakhon Na Dốc. Đơn giản chết đi được. Nakhon Na Dốc phải không? Đúng rồi. Tôi đúng rồi kìa. Nếu tôi đi thì chắc chắn là tôi sẽ có giải đó. Chúng ta qua địa danh tiếp theo. Mon Chem thì sao? Mon Chem Chiang Mai. Chiang Mai à? Đúng rồi. Yeah. Thấy không? Nếu như tôi đi thi, tôi cũng sẽ có giải đó. Đôi khi còn nhiều hơn cả cậu luôn. Được rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta tới câu hỏi tiếp theo. Được. Nếu muốn thì thử đấu xem sao. Được. Bắt đầu. Được. Trời, điện thoại cũng không ăn đi luôn. Vậy làm sao biết được cậu ở đâu? Bài hát này, tôi biết bài này. Bài này tôi biết nè. Cô biết thời không vậy hả? Tôi biết chứ. Chờ tôi nhớ lại đã. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Bài hát Đáng Tiếc của ca sĩ Bất Thông Trai trình bày đó. Không phải đâu, của Body Slam. Body Slam chắc chắn luôn đó. Không tin. Nhìn đi. Không tin hả? Nhìn đi. Yeah. Thấy không? Của Body Slam đó. Khoan. Anh bớt hát bài này trước mà. Không sao, kệ đi. Mình hát đi thôi nào. Tiếc gì hôm nay đã không còn em bên cạnh tôi nữa rồi. Vậy thì tùy cậu thôi. Lớn hết rồi mà. Loving you too much, so much, very much right now. Tiệc tùng sao? Trời, giờ này hả? Trời, hát cũng sai nữa chứ. Anh à, về nhà chúng ta đi mà em. Nhà không có em thật sự là buồn lắm đó em à. Anh làm tổn thương em tới mức này rồi, chỉ dùng một bó hoa để làm lành, em không thể bỏ qua cho anh được đâu. Anh hối hận lắm rồi em à. Nhưng mà anh xin khẳng định là tin tức mà em nghe được không phải là sự thật đâu. Và anh cũng có nhân chứng để chứng minh sự trong sạch của mình. Em không tin anh hả? Cứ nghĩ phải chia sẻ anh với một ai đó, em đã không thể nào chịu đựng được. Nè, anh đã nói với em rồi mà, không phải là sự thật đâu. Can à, tin anh đi nha. Thật đó chứ? Anh không có vợ có con như người ta nói, có thật hay không hả? Anh thề với em luôn đó Can à. Anh chưa từng phản bội em dù chỉ một lần, em phải tin anh. Hãy tha thứ cho anh đi Can. Nhá. Can à, nhớ Can. Hả? Bác Bao. Làm sao vậy? Hả? Tại sao lại đến đây muộn như vậy? Mà nó bị làm sao vậy hả? Nó bị sốt rồi. Bác có thuốc para giảm sốt hay không hả bác? Đưa bác ôm xem. Nè, qua đây với bác. Qua đây, qua đây. Ôi, chết rồi. Ôi, người nóng quá đây nè. Ban ngày vẫn chơi bình thường mà. Chết rồi, làm sao đây? Để bà lấy thuốc cho con uống nha. Không phải là thuốc para. Đây, đây. Bác có thuốc giảm sốt cho trẻ con ở đây nè, để bác lấy cho. Thuốc ba ra là đủ rồi bác. Con không có tiền mua thuốc đâu. Ôi, tiền bạc cái gì chứ. Giúp nhau thôi mà, con cho nó uống thuốc đi ha. Dạ. Nè nè, thuốc giảm sốt không sao hết đó, cho nó uống đi.
Ồ, uống thuốc nào con rồi, ha, hả miệng ra nè. Ôi ôi, được chưa, được chưa. Con giỏi quá. Ngoan ngoan. Con người, tôi cũng muốn có đứa cháu như vậy quá đi. Cảm ơn nha. Dậy đi, dậy ngay đi. Mới sáng sớm mà ai tới vậy chứ? Dậy đi, sao lại ngủ ở đây chứ? Hả? Ai tới vậy chứ? Mẹ, mẹ tôi tới. Dậy, dậy đi. Dậy đi, Thêm. Thêm, dậy mau lên. Dậy đi. Dậy, dậy. Mẹ tôi tới. Mẹ tôi tới. Mẹ của cô sao? Im, nhỏ nhỏ thôi. Nè, cậu bị điên hả? Sao lại ngủ trong phòng tôi như vậy chứ? Sao không ngủ ở phòng mình hả? Tôi say và ngủ lúc nào cũng không biết luôn đó. Sao đây? Tôi không biết phải làm sao hết đây nè. Làm sao đây? Nó làm cái gì mà lâu quá vậy? Ôi ôi. Đây rồi, đây rồi. Ôi. Tôi nghe đây. Tôi vừa mới tới nhà của con bé Bát thôi. Trước khi rời khỏi đây tôi sẽ gọi điện báo cho cô biết. Nhớ nói con trai chuẩn bị cho tốt. Nè, cậu ở yên đây đó nha. Và tuyệt đối im lặng. Nhưng mà tôi nghĩ là... Im lặng. Nếu như mẹ tôi bắt được, tôi giết cậu đó. Có hiểu không hả? Im lặng đó. Ai, chết rồi. Gặp nhau sao? Ơi, nó làm cái gì mà lâu quá vậy trời? Bát ơi, Bát, Bát ơi, Bát. Ơi, mẹ, sao mẹ lên mà không gọi điện thoại nói với con hả? Ơi, sao bây giờ con mới mở cửa hả? Đang ngủ hay sao? Mẹ bấm chuông lâu lắm rồi đó. Con đi vệ sinh đó mẹ. Con bị đau bụng quá trời. Đi vệ sinh hả? Mẹ cũng đau bụng nữa. Để mẹ đi vệ sinh cái đã. Mẹ, mẹ. Ôi. Mẹ. Cái gì vậy? Giật mình à? Mẹ, xém chút te ra quần chưa rồi. Chưa chùi sạch đâu mẹ. Mùi của nó hôi lắm đó mẹ. Con vừa mới đi vệ sinh xong, nó hôi lắm. Con đi xong hôi lắm, con chưa chùi sạch đâu mẹ. Con ăn cái gì mà bị như vậy hả trời ơi. Mẹ à, không biết đâu. Mẹ để sao đi, bây giờ ra ngoài chờ một chút với ba mẹ. Mẹ đang bị tất cả bụng đây rồi nè. Thank you.
Mẹ đến rồi đây. Nè mẹ, mẹ uống nước cái đã nha. Ôi ngồi làm gì, con mau mau đi chuẩn bị đồ đi. Đi chuẩn bị đồ gì hả mẹ? Ơi, mẹ thấy con đang căng thẳng làm việc mệt mỏi, cùng với mẹ đi Hu Hin chơi vài ngày, con đi chơi với mẹ nha. Đi đi, đi chuẩn bị đồ giúp mẹ đi. Mẹ gì hả? Mẹ con vẫn chưa nói với mẹ là con sẽ đi với mẹ mà. Ôi vậy bác về đó còn nhớ không? Các bạn của mẹ đó, hôm trước bác ấy đã tới đi mua đất ở gần nhà của mình đó. Bác ấy gặp mẹ và bác An nên mới nói là mời chúng ta tới chung cư của bác ấy ở Hu Hin chơi đó con. Ôi mẹ không đi đâu, con không đi đâu. Mẹ cứ đi chơi với bạn của mẹ đi mà. Con đi cùng với mẹ đi mà, không có khó chịu lắm đâu con gái. Con trai của bác về tên nó là Kiat, là bác sĩ thẩm mỹ đó. Con đã từng gặp nó lúc còn nhỏ xíu rồi nhớ không? Đứa con trai trắng trắng, người cao cao, thơm thơm, học giỏi nữa, vẫn nhớ chứ. Nó vẫn còn độc thân đó. Mẹ, mẹ lại định giới thiệu người cho con nữa có phải không? Mẹ đã hứa với con là sẽ không bao giờ liên quan tới chuyện này nữa rồi mà. Dạ con cũng đã nói với mẹ nhiều lần là con không thích mấy việc đi xem mắt này nữa mà mẹ. Mẹ à. Trời, chuyện đó đâu có liên quan gì đâu chứ. Mẹ chỉ muốn con đi nghỉ ngơi, chỉ cần như vậy thôi. Con nghỉ ngơi ở nhà là được rồi, không cần phải đi tới Hủ Hỉnh đâu. Ôi, sao con nói chuyện cạn tình cạn nghĩa vậy? Không chỉ ác với mẹ mà còn ác với bản thân con nữa đó. Trời ơi. Ôi, tiếng gì vậy? Mẹ ơi. Không có gì đâu mẹ, chắc chỉ là gió thổi qua thôi. Trời ơi. Đi với mẹ nha con, đi chơi với mẹ nha. Mau mau đi, mau mau đi dọn đồ đi. Bây giờ mẹ đi vệ sinh trong lúc chờ. Mẹ, còn cái gì nữa hả con? Mùi đó. Hả? Mùi đó. Nó hết rồi, mẹ ngồi lâu rồi mà. Mẹ nhịn từ trên xe tới giờ không nhịn nổi nữa đâu. Sắp ra quần rồi đây nè. Mẹ. Mẹ. Ôi. Mẹ. Mẹ. Mẹ, mẹ, gì mẹ. Vậy, cái gì nữa? Con làm sao vậy hả? Nhà vệ sinh không được ổn, mẹ đừng có vào đó. Mẹ đi xuống dưới này đi, con đưa mẹ đi nha. Rốt cuộc là nó bị làm sao hả? Không, không xả nước được đó mẹ. Không sao đâu, mẹ sửa được mà, cứ để mẹ sửa cho. Ôi, mẹ, ơi. Mẹ khoan đã. Không sao, không sao, mẹ không cần phải sửa đâu. Như vậy đi nha, mẹ đi vệ sinh nó tầng trệt nha. Mẹ bây giờ con sẽ đưa mẹ đi nữa. Đi rồi, thôi. Ra cả quần bây giờ. Mẹ. 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 Trời ơi, con vào đây làm gì? Mẹ nói mẹ sửa được, con không phải lo. Đi ra ngoài đi. Đi. Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Đi đâu mất tiêu rồi? Hen. Hen. Thở không được luôn đó. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mẹ tôi đang ở trong nhà vệ sinh đó. Nhanh lên, không cần dọn nữa đâu. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, đi giùm đi, không cần dọn nữa đâu. Nè, con có kem. Thì ra là như vậy nên mới mở cửa cho mẹ lâu quá trời luôn. Nè, nói sự thật đi, cậu ta là ai hả? Sao lại ôm ấp con ở trong phòng ngủ như vậy được? Nói đi. Nói. Nè, nói nhanh lên. Con có thể giải thích với cô. Con chỉ là... Là người yêu của con đó mẹ. Hả?
Cô... Hai đứa con đã yêu nhau được một thời gian rồi đó mẹ à, nên con mới không dám nói với ai. Cái gì vậy? Không phải lo đâu mà bé cưng. Đã đến lúc chúng ta cần nói ra sự thật rồi đó. Thì ra là như vậy, cho nên con mới có thái độ lạ lùng khi mà mẹ kêu đi gặp bác sĩ Kiet. Đúng rồi mẹ ơi, bởi vì con đã có người yêu rồi nên con không muốn qua lại với ai nữa. Có đúng không hả anh yêu? Đúng không hả? Đúng không hả? Cậu tên là gì? Then ạ. Cậu làm nghề gì? Con là... Cậu ấy là nhân viên của con đó mẹ. Hả? Cục cưng, đã đói bụng chưa hả? Đói chưa? Đã đói chưa hả? Vẫn chưa đói đâu cục cưng à. Dễ thương quá đi à. Ui, đáng lẽ ra con nên nói trước với mẹ một câu để mẹ biết chứ. Mẹ sẽ không phải bị giật mình đến mức như vậy rồi. Mẹ à, con không dám nói với mẹ vì con sợ mẹ không hiểu cho con thôi. Con sợ mẹ không cho hai đứa con qua lại với nhau vì tuổi tác của cả hai cách nhau cũng hơi nhiều nữa. Con tuổi cũng không còn nhỏ, cũng đã lớn tầm này rồi mà mẹ làm sao cấm được. Muốn làm gì thì làm đi ha. Có vui mừng không hả cục cưng, vì mẹ đã cho phép hai chúng ta yêu nhau rồi đó. Mừng quá luôn bé cưng. Dễ thương quá đi. Ôm đi, ôm đi, ôm đi. Dễ thương quá đi, dễ thương quá. Bát vừa vừa phải phải thôi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Anh trai đi ngủ quan. Cậu đã đi đâu về vậy hả? Sao mình lại thoát ra được như vậy chứ? Nhìn thái độ của cậu như vậy, đêm qua đi ngủ với gái có phải không? Nhiều chuyện quá. Đúng là ngủ với gái rồi. Ê, này, 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 này. Nè boss à, tôi chưa từng chỏ mõm về chuyện của cậu nha. Cái cậu này thiệt là nói vài câu thôi mà cũng nói đoá nữa. Tôi không thèm hỏi nữa. Nhưng mà cho dù có sao thì cậu cũng phải đi gặp ba tôi với tôi. Tại sao tôi phải đi cùng cậu? Bởi vì à, cậu nhìn đàng hoàng nhất, nhìn cậu học thức, nên ba tôi mới tin tưởng bỏ tiền đầu tư cho tôi. Đầu tư cái gì chứ? Như vậy nha, bây giờ ba của tôi muốn tôi về Rayon để làm việc. Nhưng mà cậu hãy nhìn cho kỹ đi. Ha, đẹp trai mà là trai cung thép nữa. Tôi phải ở cung thép có đúng vậy không? Cho nên tôi mới nghĩ là tôi sẽ mở quán cà phê ở cung thép thôi. Nên mới đi gặp ba tôi xin vốn đầu tư. Tôi định về ba shop ở lại với ba tôi 2-3 đêm đấy. Tôi cũng muốn giúp cậu. Nhưng mà hôm nay tôi không rảnh, tôi có chuyện bận rồi. Việc quan trọng sao hả? Kệ cậu chứ. Đối với tôi thì không có chuyện không rảnh. Xúc động quá có phải không hả bạn thân? Nó quan trọng thật sự mà. Đã quá hạn trả tiền mấy ngày hôm nay luôn rồi. Tôi phải đến nhà Sen Trang đó. Đẹp không?
đẹp lắm. Cái gì vậy? Là hoa tiên ong đó. Nó có nhiều màu lắm. Bò rất là thích nó. Nhưng mà tiếc là khi nó ra hoa nó sẽ khô và chết. Trời ơi, sao là vậy chứ? Người bán họ nói không được dứt nó đi, cứ tưới nước và tiếp tục chăm sóc nó, và đến một ngày nào đó nó sẽ nảy mầm thành cây. Vậy sao? Ừ. Lạ thật đó. Nó là biểu tượng của sự tái sinh đó Then. Nhưng mà không biết Bo có thể thấy nó nảy mầm thêm lần nào nữa không. Cho nên là Bo nhờ Then chăm sóc thay Bo nha. Bo, Bo ơi, Bo. Không vào trong được đâu bác à. Bo đã. Cậu chăm sóc Bo ra sao vậy? Sao lại thành ra như vậy chứ? Thật ra thì cậu Then, người yêu của con đẹp trai quá ha. Nhìn cũng rất cao ráo rồi trắng trẻo. À, dạ. Nhưng mà con không nghĩ cậu ấy hơi nhỏ tuổi sao? Ôi, không đâu mẹ à. Thời này đang hot kiểu này đó. Hả? Mẹ chưa từng xem mấy phim Trung Quốc, Hàn Quốc hay sao hả mẹ? Khi nam chính nhỏ tuổi hơn nữ chính nhiều á. Trời, cậu ấy nhỏ hơn con mấy tuổi vậy? Thì nhỏ hơn có 15 tuổi chứ mấy. Trời, nhỏ hơn nhiều tuổi vậy luôn hả? À, mẹ ơi, thằng bé tới rồi kìa. Nhanh đi, không có bác về và bác ăn chờ lâu nữa đó. Đi 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 đi. Mẹ đi, đi, vẫn đi. Chưa biết phải nói gì với bọn họ. Bạn mẹ sẽ rất thất vọng nếu con không đi được với mẹ. Không sao đâu mẹ, con sẽ nói với bác ấy là con không rảnh. Đi 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 đi. Ủa, con chào hai bác. Ôi trời ơi, cháu gái xinh chào hai của bác. Chào con. Ôi trời, hai mẹ con tới mà chỉ có mỗi một cái vali thôi hả? Vali của một mình mẹ con thôi bác. Con bận việc ở trên công ty nên không đi cùng được rồi. Không đi cùng nhau sao hả con? Tại sao vậy hả? Con thật sự xin lỗi hai bác rất nhiều. Con gửi mẹ cho hai bác nha. Tạm biệt hai bác. Đợi đã. Đừng có gấp vậy đi mà. Con định về luôn sao? Chuyện là con có khách hàng đang ở công ty đó. Thật sự con không đi thật được sao? Bác à, con xin lỗi nha. Con thật sự không đi được thật mà. Đi chơi vui vẻ nha mẹ nha. Bà Baguina. Con đi trước nha. Con gửi mẹ con cho hai bác đó nha. Đã từ rất lâu rồi chúng ta đã không được đi dạo cùng nhau như vậy. À mẹ, mẹ con mình chụp ảnh với nhau nha. Mẹ cười lên đi. Chị cười lên một thôi, chút thôi, đi mẹ. Thôi đủ rồi con. Mẹ cười tới nỗi á mỏi cơ mặt luôn rồi. Nè con. Mẹ à, baby muốn là mẹ chuyển đến sống cùng baby đó. Sống ở chung cư có một mình cũng cô đơn lắm mẹ à. Nhưng mà mẹ thích sống như vậy hơn con à. Đây là lối sống mới của những người cùng độ tuổi với mẹ đó. Nếu như mẹ sống ở viện dưỡng lão như vậy, mẹ sẽ có cuộc sống tự do, không làm phiền tới người khác. Baby có công quay trở về Thái Lan là để chăm sóc cho mẹ đó mẹ à. Mẹ đến sống cùng với con nha, nha nha mẹ. Con năn nỉ mẹ đó mẹ à. Anh cũng đang định sẽ gọi điện cho Then đây. Anh định hỏi có phải là Then quên trả tiền phòng cho bà Quina không? Không phải quên đâu anh. Dạ đây ạ. Được, anh sẽ gửi hóa đơn ngay bây giờ luôn cho. Dạ. Anh ơi. Hả? Vậy em xin phép đi thăm bà Quina có được không ạ? Hình như bà Quina đang có người thân đến thăm rồi hay sao á. Người thân sao anh? Đúng vậy Then. Cậu trai. Là bà sao ạ? Xin chào bà. Hôm nay không đi khiêu vũ với bà nhảy hay sao bà? Hôm trước con thấy bà nhảy rồi.
Bà nhảy đẹp lắm luôn đó nha. Hôm nay không nhảy được nữa, khuôn tập đi bị hư. Cậu có thể giúp bà sửa nó lại được không? Dạ được, để con xem giúp bà nha. À, đai ốc bị lỏng rồi, dễ sửa lắm bà. Bà chờ con chút nha, để con đi lấy dụng cụ sửa cho bà ha. Không cần, không cần. Đây, 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 đây. Bà đã giữ lại đây rồi. À, tuyệt quá đi mất. Nào. Baby à, chuyện là mẹ mẹ vừa mới nhớ ra rằng mẹ tính rủ con đi xem vườn phía sau khu vực nhà bếp. Các cô các bác đã giúp mẹ trồng cây đó. Trước khi về á, baby đi xem với mẹ được không? Được chứ mẹ, con thích lắm đó. Được rồi, đi thôi. Sao rồi hả Then, đã gặp được bà Wina chưa? Chưa gặp được anh à. Lúc nãy anh có gọi đến phòng của bà ấy, cũng không có người bắt máy. Chắc là đã đi ra ngoài rồi đó. Nhưng không cần lo lắng đâu, anh sẽ báo lại với bà Wina là cậu Then đã thanh toán xong tiền phòng rồi. Còn đây là hóa đơn. Không cần nói đâu anh. Như em đã nói với anh, anh đừng để ai biết được rằng em là người thanh toán nha. À, làm theo những gì em thấy thoải mái là được. Vậy em đi trước nha. À, tạm biệt anh. Tạm biệt. Con về đây thưa bà. Không ở lại khiêu vũ cùng với bà hay sao cậu trai trẻ? Lần sau đến con nhất định sẽ nhảy cùng với bà. Được. Vậy con tạm biệt bà nha. Tại sao lại không có xe luôn vậy chứ? Nè cô, anh Then. Cô đến đây làm gì vậy? Tôi tới đây thăm mẹ tôi. Vì mẹ của tôi đang sống ở viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão sang chan ở bên kia kìa. Hả? Thật vậy sao? Dạ đúng đó. Anh Then tới đây làm gì vậy? Tôi cũng đến thăm người thân ở viện dưỡng lão sang chan. Hả? Cũng trùng hợp thiệt đó. Bây giờ cô định đi đâu vậy? Tôi định về nhà nên chờ xe khách đó. À, thì ra là vậy hả? Quanh đây cô lên xe đi. Hả? Chuyện là xe khách ở đây á, lâu mới có một chuyến thôi. Vậy nên đi cùng nhau không? Mũ đây. Tốt quá đi. Thật sự là tôi chờ ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi đó. Cảm ơn anh nhiều nha. Được rồi, mời cô. Cảm ơn anh nhiều. Come time to me die come to
Bạn chứng rõ đến mức này vậy mà còn mặt mũi phản biện cho bản thân, phản bội niềm tin, lột lớp mặt nạ anh hùng. Victor, cậu tới đi đón cô Can về nhà đúng chứ? Đúng vậy. Cô đi kiểm tra nhà cửa thêm một lần nữa cho chắc đi nha. Tôi muốn kiểu sạch sẽ tươm tất, đừng để bị khiển trách đó. Dạ. Và hãy đem nến thơm này đặt ở mọi nơi trong nhà, để khi mà Can quay về đây sẽ thấy mùi thơm quanh nhà. Dạ được rồi. Anh Tơi à, anh xem cái này đi. Ba ơi, con nhớ ba quá đi. Con, chưa tới 10 giây lượng người xem đã lên đến 300.000 lượt rồi. Con muốn chơi nhau như vậy có đúng không? À, đàn bà này. Ba ơi, con nhớ ba quá đi. Chuyện này á, đúng là thật. Có chuyện đó hả? Chắc chắn là thật rồi. Trời, thật là không ngờ luôn đó. Ôi trời ơi, đây là cậu telephone. Cậu ấy là nam chính trong lòng của tôi lâu nay đó. Tại sao lại làm như vậy chứ? Bởi vậy mới có chuyện chứ. Ai đã làm ra chuyện này chứ? Tại sao lại như vậy? Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Ai làm gì mẹ vậy? Mẹ xin lỗi con, là lỗi sai của mẹ, là mẹ không tốt. Kéo cậu ta vậy. Can à, cứu anh với. Câm miệng. Em tin anh đi Can, anh bị hãm hại mà. Anh đủ rồi. Lời nói của anh chỉ toàn nói dối, xảo trá. Đứa trẻ đó chỉ là fan hâm mộ. Anh chỉ chụp ảnh vì thấy đáng thương cho nó. Anh chỉ yêu một mình vợ thôi. Kẻ xấu xa. Can, anh thật sự yêu em mà Can. Hả? Yêu sao? Người thật sự yêu vợ sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Mau dẫn hắn ta vậy. Cậu nghĩ là cậu sống đẻo với gia đình của tôi thì cậu có thể trốn thoát được sao? Hả? Không đời nào đâu. Anh Tươi. Anh Tươi à, anh Tươi, cô chịu nổi không? Tôi nghĩ chúng ta nên đi bệnh viện thì ơi. Không cần. Đi điều tra và lấy số clip còn lại về cho bằng được. Sau đó phá hủy hết bằng chứng đi. Dạ. Đi đi. Ơ, sắp hết pin mất rồi. À, cũng không đem cục sạc dự phòng nữa. À, điên thiệt chứ. À. Xin chào quý khách. Đáng thất vọng thật đó, anh Tê đúng là không nên cư xử như vậy. Đúng vậy đó, vợ bé nhìn còn già hơn chính thức nữa. Đúng rồi. Dạ, bà sao? Trời ơi, để khách giùm chị đi. Thiệt tình à, mau lên đi. Ôi chết rồi. Ôi ơi, dọn nhanh đi. Xin chào chú ạ. Dọn nhanh đi. Nè. Sao rồi? Nè, ngồi xuống đi. Ăn gì hả?
Không sao đâu, nhìn cậu có vẻ đang rất bận, mình quay không về thì bận, hơn. Không bận, không bận, không bận. Ngồi xuống đây đi một lát thôi mà. Mình rảnh ngay đây, đợi chút đi. Bạn số 3 đã có chưa vậy? Chờ chút nha, tôi đi kiểm tra xem sao. Xin lỗi, chờ chút nha, ngồi xuống đi ha. Anh yêu, để anh xem, để món này ra trước đi. Được rồi.